bộ phim Giang Hồ Tuyệt Luyến. Tập 15. Vị thiếu gia, anh tìm tôi có chuyện gì? Nhược Lan, Nhược Lan, cô xem người trong hình này, cô xem mình có giống với cô không? Đây là ai? Đó là phu nhân của Âu Trấn Thiên. Trên thế giới này có rất nhiều người giống nhau, chuyện cũng bình thường mà. Nhược Lan, đây chính là mẹ ruột của cô. Cô chính là nhị tiểu thư của Âu gia, Âu Phi Tinh. Nhược Lan là một cô gái trẻ, nhìn thấy máu là bị ngất xỉu. Anh xem con người cô ấy, đến con kiến cũng không nhẫn tâm giết, sao có thể ra tay giết người được? Không chừng cô ấy đang giả bộ, không chừng cô ấy biết võ thuật thì sao? Cô đừng quên, cô ấy là con gái của Âu Trấn Thiên. Năm xưa ông ấy ở Thông Thành là một võ lâm cao thủ. Tôi nghĩ còn có một khả năng nữa. Là gì? Năm xưa Âu gia quả quạng, toàn bộ căn nhà đều bị người ta cố tình thiêu rụi. Bà Thẩm cô là người làm của Âu phu nhân. Vậy theo lý bà Thẩm cô đã chết vào lúc đó, nhưng bà ấy lại trốn thoát được kiếp nạn này. Vì vậy chắc chắn bà ấy biết được sự thật. Sau đó bà ấy nhìn thấy được Nhược Lan, nhận ra cô ấy là nhị tiểu thư của Âu gia, vậy nên muốn nói sự thật trong việc này cho cô ấy biết. Nhưng bà ấy không ngờ lại bị người ta giết chết. Cũng có khả năng như vậy. Nhưng có nói sao, mấu chốt ở vấn đề chắc chắn là ở chỗ Mã Nhược Lan. Chỉ cần cô ấy ở Thông Thành, những người trước đây sẽ không ngừng tìm cô ấy. Theo cô ấy, chúng ta không thể tìm được mấu chốt phá án. Tiểu Tuyết, tôi đề nghị cô lập tức phái người giám sát Mã Nhược Lan. Tôi cũng nghĩ đến Mã Tử Châu nói với Nhược Lan thân thế của ấy, tôi thấy rất kỳ lạ. Anh Lạc đã bàn bạc với tôi sắp xếp giám sát Mã gia, nhưng mà không thể dùng người trong cục cảnh sát. Như vậy đi, chúng ta có thể chia ra trực ban. Tôi điều Giang Kiệt qua đây. Không cần, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Tôi với anh Lạc là được rồi. Còn nữa, trước khi sự việc này được điều tra rõ, mong anh giữ bí mật thân thế Nhược Lan. Tôi đi trước. Thì ra Mã Tử Châu nói cho cô biết à? Vậy anh Quý Nhạc cũng đã biết được chuyện này. Đúng. Sao vậy? Không có gì, chỉ cảm thấy rất mắc cười. Thân thế đã bị che giấu bao nhiêu năm nay, đột nhiên mới đó thôi, hình như mọi người đều đã biết. Cô nên thấy vui chứ Nhược Lan. Bất luận có nói sao, cô đã biết bản thân mình là ai. Vậy thì có ích gì chứ? Ít nhất trước đây tôi còn biết tôi có một anh trai rất yêu thương tôi. Nhưng giờ thì sao? Tôi trở thành một trẻ mồ côi. Một trẻ mồ côi không hề biết gì về quá khứ của mình. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Không nghĩ không được. Tôi sống 20 mấy năm nay, đến bản thân mình mang họ gì, tên gì cũng không biết. Anh không cảm thấy rất bi ai, rất mắc cười sao? Nhược Lan, Tên họ cũng chỉ là một biệt hiệu. Ví dụ như tôi tên Quý Phong, vậy ngày mai chẳng lẽ tên tôi là Trương Phong hay là Lý Phong? Cô không nhìn tôi nữa sao? Hơn nữa, bất luận cô là ai, tôi tin chắc cô là một cô gái rất lương thiện. Đây mới là điều quan trọng. Tôi không muốn lương thiện, tôi chỉ muốn trả thù. Nhưng mà tôi không biết tôi có thể làm được những gì. Có thể nói cho tôi biết tôi nên đi tìm ai trả thù không? Nhược Lan, qua đây. Cô đừng đau buồn nữa. Thù hận chỉ khiến cho cô càng dằn vặt hơn, biết không? Phải phấn chấn lên, sống cho thật là tốt. Như vậy cô mới có thể gây dựng lại thiên thái. Cha mẹ cô dưới chính suối có thể thấy yên lòng. Vậy ý của anh muốn nói lẽ nào nên để hung thủ giết chết cha mẹ tôi ngoài dòng pháp luật? Không đâu. Cô biết không, làm việc bất nghĩa ắt phải chết. Bọn người đó sớm muộn cũng có ngày phải gặp báo ứng. Tiểu thư,
Sư phụ ở tiệm trang sức đến. Chào cô. Chào ông. Tôi ở tiệm trang sức Lục Phúc. Thiếu Mã Gia căn dặn tôi, trong phủ có món trang sức cần nạm, đang cần rất gấp. Ông đợi lát. Tiểu Hồng, mời trà. Mời ông. Miếng ngọc này tôi không cẩn thận làm bể. Ông xem, có thể sửa lại không? Đây là một miếng ngọc hòa điền thượng hạng. Hiếm có màu sắc của miếng ngọc này. Trắng nõn giống như là mỡ đặc. Điêu khắc tinh tế. Nhìn vào thì nó là thủ nghệ của cuối thời tiền triều. Thật quá đáng tiếc. Vậy còn nạm lại được không? Tôi muốn mang theo trên người. Chỉ có thể nạm một đường viền vàng hoặc đường viền bạc ở xung quanh nó hơi thô một chút. Nhưng có điều đeo lên người không có vấn đề gì. Được. Vậy làm phiền ông. Nhưng mà tuyệt đối không được làm hư hoa điêu. Được, tôi biết rồi. Mã tiểu thư, chậm nhất là 3 ngày. Tiền công tôi quay về tính lại. Tiền công ông cứ đi tìm anh hai tôi. Nhưng ông nhất định phải nhớ kỹ. Nhất định phải cất kỹ, không được làm mất. Mã tiểu thư yên tâm. Trang sức Lục Phúc chúng tôi trong thông thành này là căn tiệm có tiếng lâu năm. Tôi tuyệt đối sẽ không làm hư đồ của tiểu thư. Xin yên tâm. Làm phiền ông. Được, cảm ơn. Mời bên này, Tiểu Hồng, tiễn ra ngoài. Dạ. Sao vậy? Cô cũng thích ngọc sao? Miếng ngọc này tôi đã đeo rất lâu. Khoảng thời gian trước không cẩn thận làm bể, cho nên tìm người đến đây sửa nó lại. Nhược Lan, có một số việc nhất thời nghĩ không thông, cứ để nó qua một bên. Quý Phong, tôi thấy mệt rồi. Vậy được, cô nghỉ ngơi trước đi. Hôm khác tôi đến thăm cô. Vậy rốt cuộc đi đâu? Sát rồi, ở phía trước. Có tiếng gì vậy? Không nghe thấy. Nghe đi, như trong rừng có người. Ông đừng tự mình dọa chính mình được không? Người thì tôi không thấy sợ, nhưng có phải là thứ không sạch sẽ gì đó. Được rồi, chúng ta đi nhanh lên. Đào đi. Lưu huynh đệ, đứng nghiêng. Lưu huynh đệ, đây là Giả Nghĩa Ca, chính là ông ấy mua hàng anh. Các người làm kinh doanh gì sao?
Giá tiền các người đưa ra tôi không hề trả giá bớt một đồng nào. Các người kêu tôi đi đến đây một mình, tôi cũng đến rồi. Sao vậy? Còn muốn cướp hả? Đừng nói nhiều. Tiền đâu? Chi phiếu của ngân hàng Trung Đức có thể đổi mọi nơi. Dẫn tôi đi kiểm hàng. Giỏi lắm. Đi. Thế sao hả? Bây giờ trong thông thành không còn có được hàng như vậy. Đây đây. Dạ. Sao gia, cậu về rồi. Tiểu thư đâu? Đang trong phòng. Hôm nay có người đến đây sao? Có sư phụ của tiệm đang sức đến. Với lại còn ai? Còn vị thiếu gia quý gia cũng đến. Anh hai, anh hai, anh sao vậy? Hôm nay Quý Phong tìm em làm gì? Anh ấy cầm theo một tấm hình, trong đó có cha mẹ em với lại cha mẹ của anh ấy. Hơn nữa anh ấy với quý nhạc đều biết thân thế của em. Sao họ biết được thân thế của em? Vì trong bức hình đó, mẹ của em lại trông giống y như đúc với em. Anh hai, em nên làm sao? Không sao. Có chuyện gì anh sẽ bảo vệ em. Không còn sớm nữa, ngủ đi. Trần Khải Chương đến phía Bắc thị sát phòng vệ. Mục đích rất đơn giản, hắn muốn mở ra cánh cửa ở nơi đó. Gần đây thổ phỉ ở vùng đó hoành hành dữ dội. Nghe nói ở phía sau còn có người. Hơn nữa nghe nói chính là Trần Khải Chương. Hắn cung cấp đợt hàng vũ khí mới nhất cho bọn thổ phỉ. Nếu để chúng thành công, e là sẽ trở thành tâm phúc đại quả của chúng ta. Cần tôi phải làm gì? Tướng quân nghe nói Trần Khải Chương dạo gần đây liên lạc người Anh thu mua được súng trường loại mới nhất. Hy vọng hội trưởng quý có thể xoay chuyển từ trong, phá hư kế hoạch này của ông ta. Để tôi nghĩ cách. Lần này tham mưu Lưu đến đây đi đường bình an chứ? Rất thuận lợi. Tướng quân kêu tôi gửi lời hỏi thăm ông. Mong hội trưởng quý có thời gian đến uống rượu nói chuyện cùng với tướng quân. Được, tôi cũng nghĩ như vậy. Có thời gian tôi sẽ đến. Tham mưu Lưu, tôi tiễn anh ra ngoài. Được. Tham mưu Lưu, đi đường bình an. Được, hội trưởng quý cáo từ. Cẩn thận. Mời lão gia. Thank you.
Vị thiếu gia, cậu về rồi. Tôi thấy phòng cậu sáng đèn. Khuya vậy cha cậu ra ngoài làm gì? Tôi không biết. Tôi chỉ biết hôm nay lão gia đi gặp một người. Cha tôi thì luôn đi lại bên ngoài thư phòng. Bí mật quá. Đại nhân vật nào vậy? Không biết. Nhưng có điều tôi biết, cứ cách 2 tháng là người này đến một lần. Hơn nữa mỗi lần sau khi người này đến, thương hãng chúng ta sẽ nhập một đợt hàng mới, không vào sổ. Hơn nữa không có đơn vận chuyển, đều do cha tôi xử lý. Sau đó không thấy hàng đâu. Sao cậu không nói sớm? Trước đó tôi không để ý. Do lần trước cậu hỏi tôi chuyện hàng của đại thiếu gia, tôi mới bắt đầu để ý. Nhưng còn chuyện cụ thể thì tôi không biết. Cha cậu đang buôn lậu. Nhị thiếu gia, cậu đang nói gì? Cha tôi đâu có gan đó. Những hàng đó là của cha cậu. Thôi thôi, về nghỉ ngơi đi. Vậy tôi về phòng. Thật không phải của cha tôi đâu. Mấy người là ai? Anh không nhận ra tôi à? Họ Mã kia. Tôi mắc bẫy của anh. Tôi chấp nhận. Muốn chém muốn giết cứ tự nhiên. Có ý gì đây? Muốn hù dọa tôi à? Tôi đã tìm được hàng, thiếu mất 10 thùng. Số đó tôi đốt rồi. Có người kêu anh cướp hàng của tôi. Cướp xong rồi thì đem đốt hết. Nhưng anh lại muốn kiếm chút tiền, lén để lại 10 thùng đúng không? Không sai chứ. Đừng nói nhiều. Ra tay đi. Anh là đồ đệ của Tào Bang chủ Hải Long Bang. Biết được là tốt. Anh nghe đây. Nếu sư phụ tôi biết được là do anh làm, ông ấy tuyệt đối không tha cho anh. Tin không? Lưu Mạnh, anh có từng nghĩ đến tự mình lên làm bang chủ Hải Long Bang không? Qua đây qua đây. Chất chồng lên. Cẩn thận. Xong chưa? Chất lên. Đây là đơn nhận hàng của chúng tôi. Được, đợi một lát. Các anh theo tôi. Mau mau. Mau mau. Mấy cậu đếm từ từ. Chồng lên. Phía sau, nhanh lên. Giữ chặt. Cẩn thận chút. Nhanh nhanh. Tàu ngủ bị cảnh sát bắt. Xảy ra chuyện gì? Có kẻ cáo mật. Anh tuyệt đối phải cẩn thận. Được. Lưu Mạnh, sư phụ, tối qua con đi đâu? Con đi uống rượu với mấy đồng hương của con. Uống say quá, ngủ ở nhà đồng hương. Uống rượu ít thôi, đừng để giống như cha con chết say trong giò rượu. Yên tâm đi. Khoan, nhìn bộ dạng của con kìa,
Mau quay về thay bộ đồ khác rồi ra đây liền. Dạ. Lưu Mạnh nói chính Tào Bang đã ra lệnh cho anh ta đến cướp thuốc phiện của chúng ta. Ông ta còn ra lệnh phải đem đốt sạch số thuốc phiện cướp về được. Cũng may anh ta lén lút để lại 10 thùng. Nếu không thì việc này e thật sự rất khó điều tra. Nhưng họ Tào đó không oán thù với chúng ta. Một, không vì danh tiếng. Hai, không vì lợi. Tại sao đối đầu với chúng ta? Lưu Mạnh phát hiện ngày hôm sau khi làm việc xong, họ Tào đó đưa lại một tờ ngân phiếu của tiền trang Quảng Nguyên cho sư gia. Quả nhiên là Quý Bắc Khang đang đối đầu với chúng ta. Chết tiệt. Tối hôm nay con dẫn theo người đến quét sạch kho hàng của Quý gia. Ngu ngốc. Chúng ta là lưu manh ngoài đường sao? Đợi Trần Đức Quân quay về, mượn tay ông ta trừ khử Quý Bắc Khang. Dạ. Tìm được bí ngọc đó chứ? Con đào mộ của Âu Phi Tuyết tất cả trong ngoài đều lật lên hết, nhưng không thấy. Vậy thì xem ra món đồ đó chắc là đang ở trong tay Tư Đồ Quà. Vậy chúng ta làm sao? Ổn định trước. Nhược Lan sao rồi? Nhược Lan cũng không có chuyện gì, chỉ là biết bản thân mình là con gái của Âu gia, càng muốn tìm được hung thủ giết người là ai. Kêu nó thân thiết với quý phu nhân hơn, nắm rõ mọi nơi ở trong quý gia. Tốt nhất có thể vào thư phòng của Quý Bắc Khang. Ngoài ra, hai anh em quý gia với lại Tư Đồ Tuyết đều biết thân thế của Nhược Lan. Rất tốt. Đây chính là điều chúng ta muốn. Đẩy Nhược Lan ra bên ngoài, dù tất cả những kẻ biết được, nội tình đều ra hết cho ta. Anh, thật đúng lúc em muốn tìm anh. Anh biết lắm mà, có chuyện gì? Kẻ chủ mưu cướp tiền trang của chúng ta lúc đó có phải là Lý Đại Dũng? Đúng. Em phát hiện tờ này trong nhà Mã Nhược Lan. Nhà Mã Nhược Lan. Người viết ra những chữ này chắc lúc đó trong lòng rất rối, rất hoảng sợ, còn có ý giết người. Vậy cũng nhìn ra. Anh học ngành luật mà. Em xem đi. Lúc ban đầu chữ viết có hơi ổn định, chứng tỏ người này vừa viết chữ vừa suy nghĩ vấn đề gì đó. Rồi dần dần tay người này hơi run. Em xem những chữ này méo mó cong quẹo, chứng tỏ lúc đó trong lòng người này rất rối, tinh thần rất kích động. Nét cuối này nhìn đi, giống như muốn xé một ai đó ra thành hai phần. Rõ ràng là có ý giết người. Đây là kỹ thuật Sherlock Holmes. Đương nhiên, nói nhiều em cũng không hiểu. Vậy anh nghĩ là ai giết nó? Chắc chính là Mã Nhược Lan. Mã Nhược Lan, không chừng là chị anh giết. Trước giờ anh luôn nghi ngờ cái chết của bà Thẩm Cô và Lý Đại Dũng có liên quan đến Mã gia. Tư Đồ Tuyết cũng giúp anh điều tra. Trước khi Lý Đại Dũng bị bắt, vợ con anh ta được đưa xuống dưới quê, sau đó mua nhà và đất ở dưới đó. Người đứng ra mua chính là Tổng Quản Đinh của Thiên Thái. Vậy ý anh đang muốn nói Mã Nhược Lan chính là hung thủ? Anh không dám khẳng định chính cô ấy giết, nhưng điều anh dám khẳng định là chuyện này có liên quan đến cô ấy. Không thể nào. Anh Lạc, ăn chút gì đi. Tiểu Tuyết, có động tĩnh gì không? Chỉ có Mã Tử Châu đi ra ngoài từ sớm. Tiểu Tuyết, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Chắc chắn em rất mệt. Em không sao. Em có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết. Xem anh nói kìa, cứ như là em đang giấu anh chuyện gì đó. Tiểu Tuyết, có phải em cũng nghi ngờ Nhược Lan là hung thủ giết chết Lý Đại Dũng và bà Thẩm Cô?
Không, không có. Không có. Lúc bà Thẩm cô bị sát hại, anh nhìn thấy em cầm một đóa hoa nhài bị dính máu từ hiện trường xảy ra vụ án. Đóa hoa nhài, hoa nhài gì chứ? Tiểu Tuyết, Nhược Lan là em gái em. Lúc mẹ em bị giết, trên đầu đang cài đóa hoa nhài dính máu. Nhược Lan luôn rất thích hoa nhài. Hoa nhài em lấy từ hiện trường ra chính là thứ bị rơi lại khi Nhược Lan giết người. Anh đừng suy đoán lung tung. Năm xưa người lấy hoa nhài từ trên đầu của mẹ em chính là em. Theo như những gì anh nói, em mới chính là hung thủ. Tiểu Tuyết, em không thể vì bảo vệ em gái mà phạm pháp. Hung thủ ra tay tàn nhẫn. Em không thể. Em sao chứ? Em nên làm sao? Em đi bắt em ấy lại à? Nó là em gái của em, là người thân duy nhất còn lại ở trên thế giới này. Dù em ấy có thực sự là hung thủ, em cũng tin chắc em ấy có điều khó nói. Có điều khó nói không phải là vì trả thù sao? Lẽ nào vì trả thù có thể tùy tiện giết người? Hơn nữa, Lý Đại Dũng đó thì sao? Vụ án 10 năm trước có liên quan gì đến anh ta? Tiểu Tuyết, không phải anh bắt em bắt em gái em. Anh chỉ là cảm thấy, nếu thực sự là do cô ấy làm, chúng ta nhất định phải ngăn cô ấy giết người nữa. Nhược Lan tuyệt đối không phải là một người lạm sát vô tội. Anh yên tâm, em sẽ điều tra được sự thật. Tiểu Tuyết, anh... Em đã thăm dò, đầu em ấy từng bị thương, nên hiện giờ hoàn toàn không nhớ chuyện trước đây. Em nghĩ trong này nhất định có ẩn tình. Lỡ như em ấy thực sự là hung thủ, em nhất định trả công đạo cho mọi người. Alo, xin chào. Dạ xin lỗi, Mã tiên sinh. Tiểu thư nhà tôi vẫn chưa về. Tôi không biết rõ. Tạm biệt. A Phương, ai gọi vậy? Dạ là Mã tiên sinh của Thiên Thái Hãn. Cô nghe thấy chưa? Nghe rồi. Vậy tôi hỏi cô, hôm qua thầy bói toán đã nói những gì với cô? Tôi là Âu Phi Tinh. Còn gì nữa? Ngọc. Ngọc gì hả? Trong ngọc có bí mật. Bí mật gì? Bí mật của Âu gia. Tìm được hai miếng ngọc. Hai miếng. Tôi một miếng. Phi Tuyết một miếng. Vậy tôi hỏi cô, là ai giết chết bà Thẩm cô? Là tôi. Lại là ai giết chết Lý Đại Dũng? Là tôi.
Lạc, Nhược Lan ra ngoài, mau đi thôi. Được. Thiếu gia, bữa sáng chuẩn bị xong rồi. Thiếu gia, thám trưởng Tư Đồ đến, muốn gặp nhị tiểu thư. Sao cô ấy giống như con ruồi vậy? Để đến nữa. Mời vào đi. Dạ. Chuẩn bị bữa sáng cho cô ta. Thiếu Mã gia. Chào. Chào. Công việc không lên điện tam bảo. Nói đi, có chuyện gì? Tôi đến đây thăm Nhược Lan. Vậy thật không đúng lúc. Hàng tuần cứ vào ngày này Nhược Lan phải đến phòng khám bệnh kiểm tra sức khỏe. Cũng thật không đúng lúc. Cũng không thể nói như vậy. Cô xem, tôi đang tính vào ăn bữa sáng. Sớm như vậy chắc cô chưa ăn. Cùng ăn đi. Nếu như Thiếu Mã gia nói như vậy, tôi không khách sáo. Mời. Tôi nghe Nhược Lan nói em ấy kể cho cô nghe thân thế của mình. Đúng. Nên tôi mới đến thăm em ấy. Thăm trưởng Tư Đồ đúng thật có lòng. Thật ra bao nhiêu năm nay, Nhược Lan với người anh trai là tôi sống dựa vào nhau. Trước giờ không thể tìm được bạn chơi chung gần bằng tuổi với em ấy. Tôi thấy cô nói chuyện rất hợp với em ấy. Nếu như cô thật sự có thể thường xuyên đến thăm em ấy, vậy tôi vô cùng cảm kích. Thật vậy sao? Tôi còn tưởng anh Thiếu Mã gia rất ghét tôi nữa. Sao có chuyện đó? Sao cô lại nghĩ vậy? Lần trước cũng đều tại vì tôi hại Nhược Lan bị ngất xỉu. Rất xin lỗi. Lần trước do tôi sốt ruột quá, tôi cũng có nhiều chỗ đã làm không được đúng, xin lượng thứ. Thật ra tôi cảm thấy gặp cô tôi cũng có cảm giác vừa gặp như quen từ rất lâu. Thật ra về chuyện của Nhược Lan, tôi vốn không tính giấu cô. Vậy sao? Anh, sao anh lại tin tưởng tôi đến như vậy? Năm xưa trong lúc nhà tôi với Âu gia gặp nạn, những người đã từng đến làm thân kết bạn với nhà chúng tôi, chỉ trong một đêm đều không thấy đâu. Chỉ có cha cô là chịu ra mặt. Thậm chí đến hậu sự của mẹ tôi và Âu gia đều do một tay cha cô lo liệu. Tôi vô cùng cảm kích. Thiếu Mã gia nghĩ nhiều quá rồi. Cha tôi từng nói, ông ấy chỉ làm chuyện ông ấy nên làm. Hộp này là món quà Thiếu Mã gia tặng cho Trần Trần tiểu thư. Đây. Dạ, cảm ơn. Dạ. Chị Anh, thám trưởng Tư Đồ đi du học từ bên Anh về, sao có thể ăn mấy món này? Đổi món tây. Không cần. So với hồng trà và bánh kem, tôi thích ăn cháo trắng và cháo quẩy hơn. Vậy sao? Vậy tốt quá rồi. Mời. Trùng hợp vậy. Thiếu gia, thám trưởng Tư Đồ, mời dùng thông thả. Tôi còn bận chút việc. Thiếu Mã gia, quản gia ở trong phủ của anh, chị anh cũng thật là hiếm có. Chị ấy đối nhân xử thế thoải mái phóng khoáng. Nhìn bước chân chị ấy chắc là biết võ công. Nhìn rất chuẩn. Chị anh là tôi mời về bảo vệ cho Nhược Lan. Chắc chị ấy làm rất lâu rồi. Cũng làm lâu rồi. Lúc cha tôi vẫn còn sống, chị ấy đã làm. Nhà anh đều rất tin tưởng chị ấy. Mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do chị ấy lo liệu. Khi nãy tôi nghe thấy có tiếng chuông reng. Cái này là quản gia nhà anh phải có sao? Cô nghe nhầm rồi. Sao tôi không nghe thấy? Không có.
Sao cô lại cảm thấy hứng thú với chị anh đó? Không có, tôi chỉ hỏi chơi vậy thôi. À phải rồi, bệnh của Nhược Lan rốt cuộc là sao vậy? Năm xưa trong lúc em ấy bị nạn đã bị thương, cộng thêm bị thần kinh sợ quá độ, từ đó em ấy đã mất đi toàn bộ ký ức. Mấy năm nay đã mời không ít bác sĩ nhưng mà vẫn không có tiến triển, nên lần này tôi dẫn em ấy về Thông Thành. Một là dẫn em về nơi em ấy được sinh ra, xem có thể giúp gì cho em ấy không. Còn hai là đi tìm chị gái bị thất lạc năm xưa của em ấy, Âu Phi Tuyết. Âu Phi Tuyết, không phải cô ấy chết rồi sao? Chỉ là nghe nói bị té xuống dưới sông, nhưng không có nhìn thấy thi thể, không chừng vẫn còn sống. Không đâu, năm xưa là cha tôi đã ăn táng cô ấy, đem cô ấy chôn ở bên cạnh Âu Chấn Thiên và Âu Phu Nhân. Thì ra chị gái của Nhược Lan cũng là cha cô đã nhập liệm giúp. Vậy tôi với Nhược Lan thật không biết nên báo đáp cô ra sao. Nhưng mà gia không cần khách sáo, huống hồ gia tôi và Âu Chấn Thiên cũng là bạn. Vậy cha cô cũng biết đôi chút về miếng ngọc đó rồi. Ngọc? Ngọc gì vậy? Hai chị em bọn họ mỗi người đều có một miếng ngọc, năm xưa là chính tay bác Âu đặt làm cho hai em ấy. Vậy sao? Việc này thì tôi không biết. Ở trên hai miếng ngọc đều có khắc hình phụng hoàng. Hơn nữa hai chị em họ đều luôn mang trên người. Nếu hậu sự của Âu Phi Tuyết là do một tay cha cô lo liệu, vậy chắc chắn cha cô biết được tung tích của miếng ngọc đó. Anh tìm miếng ngọc đó để làm gì? Tuy người đã đi rồi, xem như giữ lại làm kỷ niệm, không chừng sẽ giúp ích được cho Nhược Lan tìm lại ký ức. Vậy tôi về hỏi cha tôi chuyện này. Nhưng mà gần đây cha tôi không ở Hồng Kông, tôi khoảng chừng này tôi không liên lạc được. Được rồi, như vậy đi, để tôi gặp được cha tôi nhất định sẽ giúp anh hỏi tung tích của miếng ngọc đó. Vậy phiền cô. Không còn sớm nữa, tôi phải về đây. Chiều nay tôi sẽ lại đến thăm Nhược Lan. Chưa ăn xong mà, ăn xong rồi. Tiểu Hồng, thiếu gia, tiện thăm trưởng từ đồ. Thăm trưởng, mời. Cảm ơn thiếu mã gia. Tạm biệt, tạm biệt. Chắc chắn cô ta sẽ lại đến tìm Nhược Lan. Chị theo sát chút. Tôi biết rồi. Anh Tự Châu, anh thật sự không nhận ra em chút nào sao? Em thật muốn nói cho anh biết em là Phi Tuyết. Nhưng tại sao hôm nay cùng ngồi ăn chung bàn với anh, em lại cảm thấy xa lạ với anh như vậy? Anh là anh Tự Châu của trước đây đó sao? Bao năm nay Nhược Lan đã sống ra sao chứ? Nhược Lan, chị rất muốn được nhìn nhận với em. Hello, anh đến đây làm gì? Đây là nhà tôi, tôi còn muốn hỏi cô câu này. Không phải cục cảnh sát sao? Chào luật sư Quý. Chào. Sao tôi lại đi đến đây chứ? Là tiềm thức. Chắc chắn chính là tiềm thức. Trong tiềm thức tôi đã ở trong lòng cô, phải không? Tôi không có thời gian rảnh nói chuyện với anh. Tôi đến gần đây trả án, vừa hay đi ngang qua nên tình cờ được gặp anh. Vậy thật sự quá trùng hợp. Vừa sáng ra tôi đã gặp được người tôi muốn gặp. Vậy anh tiếp tục may mắn đi. Bye bye. Anh đừng phiền tôi nữa. Tránh ra đi được không? Tôi không muốn phiền cô. Tôi có việc rất quan trọng muốn nói với cô. Tôi nghĩ ra được cách có thể tìm ra hung thủ giết bà thẩm cô. Là cách gì? Nhị thiếu gia, gần đây trong bến cảng có rất nhiều khuôn giác mới, họ đều là người lạ. Gần đây Hải Long Bang vì muốn mở rộng địa bàn của chính mình, chiêu binh mãi mã lượng lớn. Cậu đi thăm dò thử xem, đừng để đến lúc tăng nhiều cháo ít xảy ra nội chiến phá hư chuyện của chúng ta. Tôi biết rồi, tôi đi xử lý trước nha. Được rồi. Đại thiếu gia. Ừ. Cô ngồi xuống đi. Em đừng lúc nào cũng ăn há cảo tôm. Anh có cách gì mau nói nhanh lên được không? Đừng gấp như vậy. Tôi đã nghĩ ra được một cách vô cùng hay, chắc chắn có thể dụ hung thủ ra ngoài. Nhưng tôi cần mọi người phải phối hợp với tôi. Phó quan yên tâm đi, tôi xử lý gần xong chuyện của cô Trần đó rồi. Phải, cứ đợi tin tốt của tôi đi.
Anh nói gì vậy chứ? Chuyện của đốc quân tôi có thể không làm hết sức được sao? Được được, tạm biệt. Tạm biệt. Vào đi. Thiếu gia, cậu tìm tôi. Chuyện tôi căn dặn ông xử lý sao rồi? Đều mua xong rồi, sáng nay tặng một phần qua đó, còn một phần nữa chiều nay sẽ tặng. Đã nói sao hả? Theo căn dặn của cậu, chỉ nói những thứ đó là quà thiếu gia tặng cho Trần Trần tiểu thư, không nói chuyện gì khác nữa. Đúng không thiếu gia? Đúng. Đúng. Không sai.